Vào 20 giờ tối qua, Festival Áo dài Hà Nội 2016 đã chính thức khai mạc ở Hoàng thành Thăng Long. Đây là sự kiện văn hóa du lịch nổi bật của Hà Nội, thu hút sự quan tâm của nhiều du khách trong và ngoài nước. Trong khung cảnh lung linh huyền ảo của lễ khai mạc, hình ảnh của những thiếu nữ thướt tha trong trang phục áo dài ba miền bước đi uyển chuyển đã tạo nên bức tranh vô cùng thơ mộng. Đặc biệt, tại lễ hội Festival Áo dài năm nay còn có sự xuất hiện của những nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ nhân dân Trà Giang, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, nghệ sĩ ưu tú Tiến Hợi, nghệ sĩ ưu tú Thu Hà, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Cúc cùng rất nhiều những nghệ sĩ điện ảnh tên tuổi. Tất cả đều chung một niềm đam mê với tà áo dài dân tộc. Trong rất là nhiều cái lần đi tham dự liên hoan phim hay là tuần văn hóa Việt Nam, tuần phim Việt Nam ở nước ngoài thì Trà Giang đều mặc những cái bộ áo dài của Việt Nam. Và khi Việt Nam mình mặc bộ áo dài và đặc biệt là lúc bây giờ tóc Trà Giang còn rất là dài, rất đẹp thì là khi mà mình xuất hiện với cái bộ áo dài đó thì tất cả các phóng viên đều dồn vào chụp những cái bức ảnh và đăng lên báo rất là đẹp. Và chỉ qua những cái hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong bộ áo dài, khi người ta chưa xem phim Việt Nam, người ta chưa biết nhiều về Việt Nam thì người ta thấy cái tà áo dài của Việt Nam thì người ta nghĩ ngay đến Việt Nam, người ta biết Việt Nam. Mình đã từng tham gia đóng rất nhiều thể loại vai, nhưng đặc biệt nhất là vai diễn Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các thời kỳ, các giai đoạn. Chẳng hạn như phim Hẹn Gặp Lại Sài Gòn thì cái biểu trưng của cái vai diễn Nguyễn Tất Thành ở trong phim Hẹn Gặp Lại Sài Gòn thì mình cũng có thể hiện cái tà áo dài của Việt Nam. Đấy, thì đợt này thì Hà Nội tổ chức cái Festival Áo dài của gần như là toàn quốc, mà lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nội, phải nói cái không khí là rất vui và không khí mình cảm thấy là nó cái gì đó nó rất linh thiêng, bởi vì cái tà áo dài nó đi vào lịch sử truyền thống của dân tộc Việt Nam. Người con người Việt Nam chúng ta luôn luôn gắn kết với cả áo dài, không phải chỉ phụ nữ mà kể cả những đàn ông, thanh niên rồi là người già. Đấy, những người đó cũng cần phải mặc, bởi vì đấy là nó quốc phục của Việt Nam mình. 32 nhà thiết kế áo dài nổi tiếng đến từ ba miền Bắc Trung Nam đã hội tụ trong festival với những thiết kế mới nhất của mình. Những kiểu dáng hoài cổ hay cách tân, đa dạng về màu sắc họa tiết, những nhà thiết kế đã tạo nên những chiếc áo dài vừa mềm mại, vừa thướt tha thanh lịch. Những cảnh sắc của Hà Nội như Chùa Một Cột, Hồ Gươm, phố cổ được tạo hình sắc nét, người xem được trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc sâu lắng, thị giác như được kết nối qua những họa tiết Việt trên những bộ sưu tập áo dài, hình ảnh truyền thống vốn đã đẹp từ bao đời nay trong tâm khảm người Việt. Sau khi có những cái cuộc trao đổi với cả nhà thiết kế Lê Lan Anh thì tôi có một cái ý tưởng rất là đột xuất thôi. Đó chính là cái việc thực hiện những cái bức tranh thủy mặc. Nó cũng là một cái nét văn hóa của người Hà Nội, của người Việt nói chung, của người Hà Nội nói riêng. Và nó như là những cái hình ảnh đó, những cái họa tiết, những cái hoa văn đó, nó gắn liền với cả người Hà Nội. Nhưng ở đây nó có một điều đặc biệt, đó là cái bộ sưu tập của chị Lan Anh là đen trắng. Và nó rất phù hợp với cả một cái hình ảnh nó mình có khi mà mình đưa những cái họa tiết vào thì nó gợi nhớ những cái hình ảnh xưa cũ của người Hà Nội. Tôi thấy là cái chiếc áo dài là rất là duyên dáng để cho bất cứ người phụ nữ nào cũng mặc được cái áo dài, và nó có cái nhìn thấy cái áo dài là nhìn thấy cái lịch sử của người phụ nữ Việt Nam. Lễ hội áo dài diễn ra trong 3 ngày, từ 14 đến 16 tháng 10 tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long với nhiều hoạt động phong phú như trưng bày giới thiệu lịch sử phát triển áo dài, thi cắm hoa vẽ tranh về chủ đề áo dài, đạp xe diễu hành trên phố với áo dài, vân vân.